các bạn thì hiện tại trước mặt các bạn thì đang là hộp Dew Devastator. Vâng, đây là một lại là một siêu phẩm nữa của năm 2019. Vâng, mà thứ nhất là tức là cứ có siêu phẩm nào là tôi sẽ xuyên để làm review cho các bạn xem. Còn tại sao nó là siêu phẩm ạ? Tại vì tất cả ở đây là tất cả bạn cần, tất cả thứ bạn cần đều có trong hộp này. Vâng, và 100% là các bạn sẽ có được. Các bạn đầu tiên cùng tôi là chiêm ngưỡng qua cái sản phẩm Dew Devastator, hay gọi giới chơi gọi là Dew đen. Vâng. Một hộp và với kích thước khá là lớn bằng cái hộp Legendary mọi năm. Năm nay nó không còn ra Legendary nữa mà lại ra cái hộp Dew Devastator này dành cho những người chơi. Vâng, thì review qua sản phẩm thì sẽ gồm có tổng cả 5 đến 6 con handcraft. Vâng, 5 con handcraft phổ biến và rất là nhiều hàng set bộ khác, ví dụ như là Super Bully. Vâng, Kudaret hay là Chisula. Và list cạch trong này gần như là chắc chắn 100% sẽ có, ngoại trừ khác nhau ở những cái Fuel Center thôi. Và nói hay thì không bằng làm. Tôi sẽ mở ngay cái hộp này cho các bạn xem. Và hộp ở phía trước khá là to và nhiều. Bàn tay tôi cầm hơi gọi là ấy một tí. Vâng, có một cái vết rạch rạch ở đây là do cái thằng nào nó lúc nó rạch hộp ra nó làm ấy đấy, không phải tôi đâu. Đầu tiên là mở ra một hộp. Vâng, các bạn như thế không khí không ạ? Vâng, một nửa cái hộp này là dành cho chúng ta là có không khí. Đó, còn một nửa còn lại thì là một bài. Vâng, được chia làm hai ngăn như là nồi lẩu bên cay và không cay. Vâng, tôi chọn bên cay. Đó. Và đây là một gói promo là có Fuel Center của Dew Devastator. Vâng, rất đẹp. Và trên tay tôi thì đang là Fuel Center cạc của promo. Tôi mở cho xem, trước mặt đây là con God Bell rồi. Hy vọng là sẽ ra được một quái thú khác. Tôi không thích nữa. À không, như là một cái là một có bốn cạc tất cả. Đầu tiên là God Bell và đây là, vâng, nhân vật Kai Ba. Đây cũng là một nhân vật yêu thích. Vâng, còn được yêu thích hơn cả Yuji. Không, là Kai Ba là đỡ rồi. Chủ tịch Kai Ba giàu có đẹp trai, không như thằng Yuji. Vâng, nhân vật Isuzu Ista, nhân vật hơi phụ một tí. Vâng, là God of. Như vậy là tôi đã có ngay hai Fuel Center, của một là của God of God Bell, hai là của Kai Ba mặt nồi và Isuzu. Đó, và tiếp theo là tôi sẽ mở ngay cái gói bài mà trong cái hộp Devastator này có. Vâng, đây rồi. Đó, bóc vào đây, bóc không là. Đây là tất cả các trong này gần như là sẽ giống nhau hết, hộp nào sẽ giống nhau. Nên các bạn yên tâm là cuộc các bạn sẽ có những hộp cạc này trên tay tôi mở ra xem. Đó. Đầu tiên là God of ở một cái app mới. App mới tôi đánh giá là đẹp hơn God of app cũ. Vâng, nhìn trông xoắn quẩy, trông rất hay. Tiếp theo là God Reaper. Vâng, đầu to chân teo, tôi đánh giá là con này nó không đẹp bằng app cũ đâu. Nên bạn nào có thì nên chơi Aku hơn. God Reaper. Vâng, Xuân Ad Blossom, ad mới trông khá là hay. Tôi đánh giá ad này trông khá là hay. Mà hình như phần dưới đây tôi đoán là có bị sensor một chút. Khi mà nó ra bản OCG thì chắc là sẽ không bị sensor. Vâng, cho các bạn nào nhìn Pasu God Bell. Vâng, God Bell ad mới này trông đẹp hơn ad cũ rất nhiều. God Sitter nhìn trông như con Adder trông. Và đây là Red Blossom. Đó. Vâng, và như vậy là 600 handcraft. Và đây là sẽ là cạc đầu tiên này, là con Ali of Justice Catastrophe. Đây là quái thú level 5 Sinto rất là nổi tiếng. Vâng, và dưới effect của nó là đánh nhau với cái thú nào mà không phải hệ đát thì giết quái thú ấy luôn. Vâng, ngày xưa chuyên dùng con này để giết những con quái thú khác ngoài hệ đa. Level 5 nó có thể nói là khá là stable trong Sinchou. Tiếp theo là Prionak, quái thú thì đã từng một thời làm mưa làm gió và ở trên bảng không thần, và bây giờ thì sau khi được sửa data thì lại được thả ra. Vâng, Metaphysic Horus, đây là một quái thú rất là mạnh. Với cái Sinchou của nó rất là generic và sử dụng
nhiều deck và Black Rose Dragon. Các bạn thấy chưa? Black Rose Dragon ở phiên bản Ultra Rare. Vâng, 100% cạn ở trong này đều là Ultra Rare hết. Rất là đẹp. Vâng, Glowing Fast Dragon. Trông rất là hấp dẫn. Stardust Spark. Một phiên bản khác của Stardust, nhưng mà đây là có những effect khác một chút. Vâng, Scarlet Dragon X-Fin. Vâng, Chisula Dragon. Rất là nhiều quái thú xin chỗ mạnh mẽ luôn. Vermilion Dragon Mech. Vâng, quái thú level 9 ban ít 1 tân ở để cho một cái trong sân. Rất mạnh. Vâng, và tiếp theo là Exit ạ. Exit thì sẽ có Ambit Dweller. Ambit Dweller, một cái thú Exit rank 4 tôi có thể nói là quá phổ, quá mạnh mẽ. Không ai chơi được thì Exit con này bây giờ con này vẫn là một trong những slot được Exit được để trong nhiều deck nhất. Nó chống rất là nhiều những cái deck hiện tại người bây giờ. Vâng, Chu Rocco hay là Solomon Great. Vâng, hay là Thiên Heli. Vâng. 5101. Lâu lắm rồi tôi mới thấy được 5101 lại điểm từ Reprint ạ. Vâng, 5101. Cái con thời con này nó đắt lắm các bạn không biết không ạ. Thời ra thì có thể nói là nó đến 50 đô một con. Ultra bây giờ trên tay tôi lại được cầm con 5101 Ultra nữa. Và bây giờ một kỳ thị át rất đẹp. Vâng, Castle cũng là một trong cái thú Exit Rank 4 và thời điểm nó ra rất là mạnh mẽ và được nhiều người ưa chuộng. Vâng, Tornado Dragon rất mạnh, với effect quick effect là bạn cũng phá một spell chart trên sân và điều kiện là phải trả cốt bằng một là material. Và tiếp theo đến phần Link. Vâng, Underclock Talker Hacker. Bây giờ con này đầu tiên là con này mới có foil chứ ngày trước nó toàn là common, bây giờ là đầu tiên là có foil Ultra. Vâng, Landfall Richard được rất là generic, được link từ hai monster lên thành con này. Vâng, Gaia Saber, quái thú Gaia ở phiên bản nào Exit, Sincho hay là Link thì đều có quái thú Gaia. Decode Talker ở phiên bản Ultra Rare again. Decode Taker Extend. Tomologic Bomber. Vâng, rất là hấp dẫn, con này được ra mắt ở trong Secret, ở trong Code of Lilith. Và bây giờ chúng ta lại có lại ở trong 3 phiên bản Ultra Rare, ở trong New Devastator. Rõ ràng là cái hộp New Devastator này. Vâng, Sakura Skundred. Rõ ràng là cái hộp New Devastator này thì chúng ta rất là nhiều Stable, rất là nhiều những cái thứ mạnh mẽ. Vâng, ED Crow, Hand Trap có thể nói là tuyệt vời. Effect Veiler ở phiên bản Ultra Rare. Vâng, Quick Block. Con này cũng khá là hay, có effect nhưng mà lại phải Normal Summon để công chỉ 100 nên là hơi fail một chút. Vâng, Denko Seka ở phiên bản Ultra Rare. Border, một quái thú anti monster khá mạnh. Vâng, Spell Canceller, con này giống như effect của Jinzo. Jinzo thì là đi get trap, thì con này là đi get spell. Có thể nói là khi mà bạn chưa được qua con này thì đối phương không thể expel nữa. Đây tôi đánh giá đây là một cái thú khá là mạnh, nhưng mà tuy nhiên là chỉ có sức công 1.800 thì hơi yếu. Giảm sức công của nó lên là 2.800 thì ra là ai chơi. Vâng, Artifact Lancy, Validity Fin, Majesty Fin. Vâng, một đôi hai anh em Fin, Majesty và Vanity. Một thằng là cấm special, một thằng là cấm effect motor nháy. Vâng, Banh Cá Tốp của ông còn đuôi. Kaiju, rùa. My Control, Way Motion Cannon. Vâng, Super Bully, vâng, đã rất là từ lâu rồi. Super Bully thì mới được in lại ở trong cái mã này. Vâng, đây là một cái, tôi thể nói là một bài rất là được mong chờ. Vâng, Super Bully Book of Eclipse và phiên bản Ultra Rare. Silent Grave, con này khá là mạnh. Nó giống như effect của effect của Amity Dweller, tuy nhiên là phải yêu cầu ta phải ít cap một trận. Tôi nghĩ là Sidex vẫn rất là được. Cosmic Cyclone. Vâng, chỉ tay côn trùng bay đường grep ở phiên bản Ultra Rare. Con này là giống effect của Cosmos, tuy nhiên là dùng một lần. Typhoon Forbidden, rất là mạnh.
Run Dimension Barrier, Lost Wind, Heavy Stone Duster, vâng, Royal Decree, Anti Spell, Dragon Oblivion và cuối cùng là White Tap. À không, vẫn chơi cuối cùng là vâng, Soul làm Sky. À không, cuối cùng vẫn là SE Wood. Vâng, như vậy là các bạn vừa nhìn thấy các bạn là tất cả Stable, từ Spell cho đến Chap cho đến Monster, vâng, đều tất cả mọi thứ bạn cần đều có trong cái hộp Fuel Devastator này. Vâng, nếu mà bạn muốn chơi competitive thì ngay lập tức hãy sắm ngay cho mình hộp Fuel Devastator này. Nó thực sự là không hề phí tiền một chút nào cả. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip tôi làm. Vâng, rất cảm ơn các bạn.